chứng quốc thần dược, thuốc bổ quý mà nhiều người chẳng ngờ tới. Theo đông y, trứng chim quốc bổ ngũ tạng, bổ trung ích khí, dùng bồi dưỡng sức khỏe rất tốt, nhất là đối với những trường hợp sau khi bị bệnh lâu ngày, khí huyết hư nhược, tiêu hóa kém và chị em phụ nữ sau khi sinh con cơ thể bị suy yếu hẳn. Thêm vào đó, trứng cúc cũng rất giàu chất các chất như đồng, coban, niacin và các axit amin thiết yếu. Tizosin là loại dưỡng chất có khả năng làm cho da khỏe mạnh. Vì thế, trứng chim cúc còn được sử dụng cả trong ngành công nghiệp sản xuất mỹ phẩm. Nồng độ lecithin cao trong trứng cũng có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu. Còn các nhà khoa học Bulgari thì cho rằng, hàm lượng phốt pho trong trứng còn cho hiệu quả cao hơn cả thuốc Viagra. Trứng cúc cũng là một loại thực phẩm có tính kháng khuẩn. Nếu bạn thường xuyên bị cảm lạnh, thì các nhà khoa học khuyên bạn nên ăn trứng cúc vào mỗi sáng. Trứng cúc được dùng cho những người bị thiếu máu, nhức đầu nặng, hen phế quản, viêm dạ dày. Các chất có trong trứng cũng tốt cho huyết áp và cải thiện tiêu hóa. Bởi vậy thực phẩm này rất có ích cho trẻ em, những người ốm yếu và phụ nữ mang thai. Không giống với trứng gà, trứng cúc không có khả năng gây dị ứng. Ngược lại, một số loại protein trong trứng cúc có thể ngăn ngừa dị ứng, nên trên cơ sở này người ta còn sản xuất thuốc để điều trị dị ứng. Những kết quả nghiên cứu gần đây còn cho biết, trứng chim cúc có tác dụng làm tăng sức đề kháng với phóng xạ và góp phần loại bỏ các nucleid phóng xạ. Vì vậy, nhiều thầy thuốc đã khuyên nên bổ sung trứng chim cúc trong thực đơn cho những bệnh nhân bị nhiễm xạ và những người sinh sống ở những vùng sinh thái bất lợi như các thành phố lớn, nơi mức độ bức xạ thường cao hơn. Lợi ích từ trứng cúc. 1. Ngừa bệnh sỏi mật. Trứng cúc dồi dào lecithin, có tác dụng giảm lượng cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ tắc nghẽn động mạch. Lecithin cũng giúp hòa tan cholesterol, thúc đẩy quá trình tách cholesterol ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa bệnh sỏi mật. 2. Kháng viêm. Với thành phần kháng viêm mạnh mẽ, trứng cúc là thực phẩm tốt cho người mắc bệnh viêm khớp, ho mãn tính, viêm cuống phổi. Ngoài ra, lòng đỏ trứng cúc cũng được sử dụng để chữa trị bệnh vẩy nến và chàm. 3. Tốt cho người bị thiếu máu. Trứng cúc dồi dào chất sắt, kích thích sản xuất hemoglobin, tốt cho những người thiếu máu. Chất sắt cũng là khoáng chất thiết yếu không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch, mà còn cung cấp oxy cho các mô và cơ quan khác trong cơ thể. Ngoài ra, trứng cúc cũng giàu các dưỡng chất thiết yếu như phốt pho, protein, vitamin, có tác dụng hỗ trợ nâng cao chất lượng tình dục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cả nhà nhập viện. Cả nhà nhập viện vì ăn trứng với thứ này, nằm viện mấy ngày về nhà bác sĩ dặn, tuyệt đối không được ăn trứng với. Ăn những thực phẩm này cùng với trứng dù ngon nhưng lại không mang lại lợi ích gì, thậm chí còn gây thảm họa cho sức khỏe của bạn và người thân. Trứng là món ăn thân thuộc với người Việt Nam, một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng luôn nằm trong top ưu tiên có giá cả rất phải chăng, dễ chế biến nên là món ăn không thể thiếu trong bất kỳ gia đình nào. Tuy nhiên, có một số lưu ý mà bạn cần biết ngay hôm nay để tránh những hậu quả nghiêm trọng cho cả gia đình, đó là thực phẩm kỵ với trứng. 1. Sữa đậu nành. Trứng và sữa đậu nành là những món ăn được yêu thích dành cho bữa sáng, vừa giàu dinh dưỡng lại rất nhẹ bụng. Do đó, nhiều người kết hợp ăn cả hai món ăn này trong cùng một bữa sáng như một thói quen thường ngày. Tuy nhiên, họ không biết rằng thói quen đó đang mang đến những điều có hại cho sức khỏe. Sữa đậu nành có chứa trypsin, khi kết hợp với protein của trứng sẽ cản trở mạnh mẽ đến quá trình hấp thụ và phân hủy protein trong cơ thể người. Hơn thế nữa, trứng cũng sẽ gián tiếp làm mất đi những chất dinh dưỡng có trong sữa đậu nành như vitamin, chất béo. 2. Quả hồng. Thói quen tráng miệng bằng hoa quả ngay sau bữa ăn đã đi sâu vào tiềm thức người Việt Nam. Một trong những loại hoa quả thân quen ăn tráng miệng là quả hồng. Thế nhưng nhiều người lại không biết họ có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện nôn ói, cồn ruột, đau bụng, viêm thành dạ dày. 3. Uống trà. Tương tự như một thói quen tráng miệng, uống trà sau bữa ăn cũng khá phổ biến với các gia đình Việt. Theo khoa học, protein trong trứng khi kết hợp với axit tannic trong lá chè sẽ thành chất làm trì trệ phân hủy phân trong ruột người. Đây là nguyên nhân gây ra đầy bụng, khó chịu cho cơ thể. 4. Đường trắng. Trứng đánh đường là thức uống bổ dưỡng mà nhiều người vẫn yêu thích. Khi ăn trứng và đường cùng lúc sẽ khiến cơ thể bị trì trệ,
khó hấp thụ chất dinh dưỡng, thậm chí còn gây ra hiện tượng đông máu. Nguyên nhân là do axit amin trong trứng khi kết hợp với đường sẽ tạo hợp chất glycosin lysin phá hủy các thành phần trong chuỗi axit amin có trong trứng. Do đó, bạn tuyệt đối không nên ăn trứng cùng với đường để bảo vệ sức khỏe bản thân. 5. Tỏi. Nằm trong danh sách những thực phẩm kỵ trứng, tỏi cũng là cái tên được nhắc đến thường xuyên. Tuy nhiên, thói quen nấu ăn khi hết hành thường thay bằng tỏi của nhiều bà nội trợ lại đang vô tình giết chết cơ thể từng ngày. Trứng và tỏi khi đem chiên cùng nhau sẽ tạo chất rất độc gây chướng bụng, làm hệ tiêu hóa bị suy giảm hoạt động và khiến cơ thể khó chịu, mệt mỏi. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng bị tích tụ chất độc, có thể dẫn đến ung thư dạ dày và nhiều bệnh khác. Trên đây là top 5 thực phẩm tuyệt đối kiêng kỵ với các loại trứng. Hãy bổ sung những kiến thức hữu ích này vào sổ tay nấu ăn của mình để mang đến những bữa ăn giàu dinh dưỡng, thơm ngon nhưng không gây hại cho sức khỏe. Bất ngờ, ổi có thể trở